con chào tất cả quý vị khán giả đang xem kênh Sài Gòn Daily. Chúng ta sẽ tiến lên sân khấu để chị Bạch Lưu Điệp cùng với chú mặt trời đáng yêu của chúng ta nha. Bạn đáng yêu của Ngân Chi ngày hôm nay một cái tỏa sáng và hy vọng sự mộc mạc ngây thơ này của em sẽ đem lại những nụ cười sẽ khoái dành cho tất cả mọi người trong bộ phim Nắng Ba Lời Hứa Của Cha. Cảm ơn cô gái Ngân Chi. Ngân Chi ơi, và bây giờ con sẽ di chuyển về khu vực đỏ bên đây nè. Đó, con di chuyển lên khu vực backdrop nha Ngân Chi. Đầu tiên con được ra mắt một cái phim lớn và cái phim này là phim chiếu rạp và cũng là phim con đóng chính luôn. Thì là con có một chút khó khăn vì cái phim này là nó cần phải ra cảm xúc nhiều, mà trong khi đó thì là con cảm xúc con khóc hơi bị yếu, nên là cái phim này là cái đó là phải khó ra, cũng phải ra con rất là nhiều. Thì là lúc mà la xong ba Tuấn phải ra rất là xin lỗi con. Con thấy cũng hơi khó về cái bề mặt cảm xúc. Trong phim này ba Tuấn với mẹ Khả Như thì giúp đỡ con như thế nào khi đóng phim này? Ba Tuấn với má Như thì thực sự là rất là thương con. Nhưng mà khi mà con hư hay là cái gì mà cần cảm xúc, ba Tuấn và má Như vẫn phải dạy dỗ con, thì vẫn phải la con. Nên là ba Tuấn với má Như thì thường là la con xong rồi rất là thương con, rất là thấy tội nghiệp con. Nên là con thấy là ba Tuấn với má Như là rất là thương con. Vậy là cũng có lúc con bị la hả? Dạ, cũng có lúc con bị la là, nhưng mà cái lúc la nhiều nhất là cái lúc từ 2 giờ sáng. Thì là cái lúc đó là con đóng vai cái cảnh là ba phát hiện là cái tờ giấy đó là không phải là cùng Andy con với lại ba, không cùng với em, nên là ba mới giống như là đuổi hai mẹ con đi ra ngoài khỏi nhà luôn. Thì là lúc đó là con cảm xúc rất là nặng. Thì con thì con khóc nhưng mà con khóc và quá nức nở, còn đạo diễn yêu cầu là phải nghẹt đứt nghẹn, con không làm được điều đó, ba Tuấn phải la con rất là nhiều. Tới 4 giờ sáng thì con xong cảnh đó. Đây là lần đầu tiên con đóng với ba Tuấn và cũng là lần đầu tiên con làm việc với ba Tuấn. Dạ, cảm ơn chị Tuyết Nga rất nhiều. Rồi, thì má Khả Như thì có những cái kỷ niệm nào khi đóng phim chung với con? Má Như thì sự là rất là yêu con, nên là khi mà ba Tuấn la mà má Như thấy giống như là lâu quá luôn rồi, giống như là đâu quá ngoài cái đó, thì là má Như lại quýnh con. Nhưng mà thật sự lúc đó ba Tuấn đen giống như là chạy con, má Như không dám lại gần luôn. Nhưng mà từ từ lúc đầu là má Như phải vuốt ve con, má Như phải dỗ con rất là nhiều. Rồi, con đóng phim nhiều ngày như vậy, lần ra mà có người đi học thì đóng phim con. Thật sự là con là thường thường là đi học vào thứ bảy, ơi lộn, đi diễn vào thứ bảy chủ nhật, hoặc là những cái nào mà dự án thật là lớn hoặc là không qua nỗ lực của người lớn được thì con mới đi vào những ngày ấy. Nhưng mà cô thì là cô rất là tin tưởng vào con, tại vì thực sự trên lớp học rất nhanh. Trong cái đợt dịch này thì con không đóng được phim khác, nhưng mà con có sinh hoạt những cái bộ phim nhỏ, những cái phim sitcom nhỏ. Ngoài cái năng khiếu đóng phim thì con có cái năng khiếu hát để muốn gì không ta? Năng khiếu của con hát thì con cũng không hay, tại vì do cái giọng của con, ba mẹ con nói cái giọng của con rất chất, nhưng mà thực sự con hát con cảm thấy là không có hay. Ba mẹ con nói thì con sẽ cố gắng tập để cho con hát. Còn nói chung là những cái đó thì con không giỏi lắm, nhưng mà cái giỏi là con vẽ đẹp. Con vẽ rất là đẹp. Con vẽ rất là đẹp. Nếu như con đang định là nếu như lớn lên mà tổ nghề không chọn con thì con sẽ đi theo con đường nghệ thuật vẽ. Sau này con muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng hay là một diễn viên nổi tiếng nếu mà con được chọn? Nếu như mà con được tổ chọn thì con sẽ đi
diễn xong rồi à. Lâu lâu con rảnh thì con sẽ phát họa những bức tranh dễ thương, hoặc là những cái bức tranh về hậu trường của phim trường, thì cái đó là những ý tưởng hay của con bây giờ. Còn cái đó thì con cũng không biết nữa. Bây giờ con nói lời nào đó để mọi người khán giả các cô phim Nắng Ba à, để con suy nghĩ. Mọi người nhớ đến xem phim Nắng Ba Lời Hứa Của Cha nha.